VietTV xin mến chào quý vị, cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo ngày hôm nay. Thật sự thì trong video ngày hôm nay, cái nội dung mà VietTV muốn chia sẻ để cho quý vị có thể hiểu và chú ý về cái vấn đề này, thì đối với những ai mà mình đã từng về Việt Nam, quý vị, về nhiều lần á, thì chắc chắn là quý vị cũng am hiểu tường tận về cái quy định, những cái khâu nhập cảnh, xuất cảnh, đại khái là các cái bước nó như thế nào. Tuy nhiên thì có một cái sự việc như vậy là mới đây thì nó đã xảy ra, cũng gọi là bất ngờ với một vị Việt kiều này á, mà đã khiến cho vị này là bị kẹt ở Việt Nam đó. Nói chung là sau đó là nó còn nhiều những cái rắc rối, quý vị ạ. Chuyện là như vậy. VietTV cũng đó đọc, vô tình đọc được một cái comment của một vị khán giả ở nước ngoài gửi về. Cái comment này thì được viết như thế này này. Cái câu chuyện Việt kiều có hai hộ chiếu, tức là có hai cái passport đó quý vị. Cũng xin lưu ý mấy anh chị em sử dụng hai hộ chiếu. Thứ nhất là hộ chiếu Mỹ, thứ hai là một cái hộ chiếu của nước khác. Và ở đây là cái trường hợp này, tức là hộ chiếu Việt Nam, tức là hộ chiếu Mỹ và hộ chiếu Việt Nam đó quý vị. Khi về Việt Nam, cái lúc mà trình hai hộ chiếu cho hải quan sân bay xong á, họ ở đây tức là hải quan họ sẽ phải đóng dấu vào cái hộ chiếu Việt Nam. Khi mà cái lúc nhập cảnh thì cái con dấu có cái hình mũi tên đi vào và ngày tháng mà quý vị đi vào, có một người quen của bạn đồng nghiệp của cái vị khán giả này đã đi về Việt Nam, thì cái thời điểm cụ thể là vào tháng 2 của năm 2023. Sau khi mà trình hai cái hộ chiếu Mỹ và hộ chiếu Việt Nam thì thật sự là không có cần thiết phải đưa hộ chiếu Mỹ khi mà về Việt Nam. Nhưng mà người bạn của cái vị khán giả này không có dành, hoặc là không có lẽ là tức là có thể là hải quan người ta hỏi từ đâu về, rồi là được đóng dấu vào cái hộ chiếu và được cho đến một tháng sau khi mà về lại Mỹ, thì cái lúc mà ra sân bay thì cái người bạn này trình hai cái hộ chiếu lại cho hải quan tại cửa khẩu, thì mới phát hiện ra là cái con dấu được đóng ở trên hộ chiếu Mỹ chứ không phải là đóng trên hộ chiếu Việt Nam, cho nên người này thì không được cho đi về Mỹ. Thì khi mà cái vị khán giả này nghe như vậy thì mới hỏi là nếu như vậy thì hải quan người ta phải đóng cái con dấu đi ra ở trên cái hộ chiếu Mỹ cũng được. Vì cái con dấu đi vào thì cũng đã được đóng ở trên hộ chiếu Mỹ, thì khi mà đi ra cũng được gọi là đóng ở trên hộ chiếu Mỹ rồi thì cũng hợp lý. Nhưng mà sự việc rắc rối ở đây đó là cái hộ chiếu Mỹ cái lúc mà đi vào thì lại không có cái visa Việt Nam quý vị ạ. Thì cái người này mới trình bày là nếu mà đã có hộ chiếu Việt Nam rồi thì tôi đâu có cần phải xin cái visa đâu. Tức là không cần có visa cũng đi vào được, mà tại vì là hộ chiếu Việt Nam là công dân Việt Nam đó, thì người này là đã chạy đến Tổng lãnh sự Mỹ để mà xin can thiệp, bởi vì nghĩ rằng là mình là công dân Mỹ thì sẽ được người ta giải quyết, nhưng mà lại không được. Tại vì sao không được? Ở đây là lãnh sự quán người ta nói là cái trường hợp này á, nó là một cái sự nhầm lẫn của hải quan Việt Nam. Nói chung ra là cần phải gặp hải quan Việt Nam để mà giải quyết. Và ở đây có nghĩa là gì? Cái người mà người ta viết cái comment này đó quý vị ạ, theo VietTV nghĩ đó là gì? Là cái người hải quan Việt Nam, người này là trình độ nghiệp vụ còn non yếu, cho nên là đó có một cái sự nhầm lẫn ở đây. Còn cái người bạn của cái vị khán giả này, có nghĩa là người ta bị cái trường hợp này á, bị cái chuyện này, thì cái anh đó thì lại nói là hải quan Việt Nam cố ý đóng dấu sai cái hộ chiếu để mà đó, như vậy. Bởi vì người quen đồng nghiệp của cái anh này thì đã phải bỏ ra một cái số tiền lớn để mà giải quyết vụ này. Cái số tiền này thì nó lại tương đương gần hai cái vé khứ hồi để mà đi từ Mỹ về Việt Nam. Nếu mà có trình hai cái hộ chiếu, khi mà nhận lại hai hộ chiếu thì bà con cũng phải xem cái hộ chiếu Việt Nam đã có đóng dấu nhập cảnh hay chưa. Nếu mà sai thì phải giải quyết cái vụ này liền. Thì cái ngay lúc đó nha quý vị. Đó là toàn bộ nội dung của cái bài, cái comment này đã được một vị Việt kiều người ta viết lại và người ta chia sẻ để cho mọi người có thể chú ý. Thì bây giờ như vậy quý vị, VietTV xin được giải thích cũng như là phân tích ngắn gọn về cái chuyện này, cũng như là có một lời giải thích ở đây. Như cái trường hợp này đó, thì cái lúc mà đi vào cầm hai cái hộ chiếu, một cái hộ chiếu Mỹ và một cái hộ chiếu Việt Nam quý vị, tức là cái người này hai quốc tịch đó, nếu mà trong trường hợp chỉ cần trình cái hộ chiếu Việt Nam ra để mà đóng cái dấu đi vào là được rồi. Khi mà đi ra đó, tại vì là công dân Việt Nam à, trình cái hộ chiếu Việt Nam đi vào, đóng dấu rồi đi ra, tức là xuất cảnh đi về Mỹ, thì lúc vào đưa cái nào thì lúc ra thì đưa cái đó thôi. Nhưng mà trong cái trường hợp này lúc đi vào thì lại đóng dấu vào hộ chiếu Mỹ, rồi khi mà đi ra
thì lại đưa cái hộ chiếu ra. Bắt đầu là người ta nói là bây giờ trước đó nhập cảnh vào đóng dấu vào cái hộ chiếu Mỹ, sao mà lại không có cái visa. Một cái, đây là một cái sự ngớ ngẩn. Khi mà nếu mà thực sự là hai hộ chiếu, hai quốc tịch thì cần gì phải có visa quý vị? Quý vị nghĩ như vậy có đúng không ạ? Cần gì phải có visa? Đã là công dân Việt Nam thì làm sao cái visa làm cái gì? Nhưng ngặt một nỗi là gì? Đóng vào cái hộ chiếu Mỹ thì khi mà đi ra bắt đầu là có cái sự rắc rối. Thì bây giờ là mới nói về cái chuyện là gì? Trường hợp nào thì mình mới cần xuất trình cái visa? Thực ra cái câu hỏi này đó, ở VTV nghĩ là ai người ta cũng biết hết quý vị ạ. Ví dụ như là một cái ông Tây, ông tới Việt Nam đi. Ví dụ như là ông người Mỹ, ông tới Việt Nam, hay là một cái người Đức người ta tới Việt Nam vậy. Người ta là người ngoại quốc thì cũng giống như quý vị ấy, là người Việt Nam mình. Nhưng mà mình đã ở Mỹ lâu rồi, mình vào cái quốc tịch lâu rồi, mình không còn quốc tịch Việt Nam nữa, không còn dính dáng gì tới quốc tịch Việt Nam nữa. Mình chỉ có một cái quốc tịch duy nhất của mình là ví dụ như quốc tịch Mỹ, quốc tịch Pháp hay quốc tịch Đức, Canada, Úc gì đó chẳng hạn. Thì mình đến Việt Nam thì lúc này là mình sẽ cần có cái visa Việt Nam. Nếu như mà đất nước của mình mà có trong cái công ước visa, cần phải xin visa. Đó, nếu cần là phải có visa, tức là người ngoại quốc thì phải có visa. Hoặc là người Việt Nam, người gốc Mỹ, gốc Việt. Người Mỹ gốc Việt thì ví dụ như là người Canada gốc Việt thì tới Việt Nam vẫn phải có visa. Còn trong cái trường hợp này là rõ ràng là người hai quốc tịch mà cũng có cái quốc tịch Việt Nam luôn thì cần cái visa để làm gì, đúng không quý vị? Ở đây thì thực ra là Việt TV cũng không có muốn nói về cái chuyện là trình độ nghiệp vụ hay là chuyện này kia làm gì cả, không muốn nêu ra. Nhưng mà cái mà mình không có căn cứ rồi này kia đó, mình chỉ đọc cái comment của người ta viết, người ta nói như thế nào thì trình bày lại như vậy thôi. Ở đây là cũng không có bàn luận đến cái lý do cụ thể là gì nha quý vị. Tuy nhiên thì nếu như mà đã là một người gọi là nhân viên hay là công an xuất nhập cảnh, đại khái là những người mà người ta làm về cái thủ tục đóng mộc đó, để nhập cảnh á, đóng mộc để xuất cảnh đó, thì người ta phải thừa biết một điều rằng là khi mà người ngoại quốc đi vào Việt Nam thì dĩ nhiên là họ sẽ xem cái hộ chiếu và xem cái visa có hợp lệ hay không. Còn nếu như một người Việt Nam mà từ nước ngoài về nước là họ phải xem cái hộ chiếu Việt Nam còn hạn hay không. Đó, thì cái nhập cảnh vào người ta đóng vào cái hộ chiếu Việt Nam thì khi mà đi ra đó, đóng vào cái nào thì khi mà đi ra cũng đóng cái con dấu đó, đóng vào cái hộ chiếu đó luôn. Nhưng mà ở đây á, trong cái trường hợp này không hiểu sao mà lúc mà đã đi vào đã đóng vào cái con dấu Mỹ, khi mà đi ra là bắt lỗi là tại sao không có visa này. Thì thật sự là cũng bó tay, không biết phải nói sao không quý vị. Nếu mà bản thân Việt TV ở trong cái trường hợp này, nếu mà là chính bản thân nha, thì đây là rơi vào cái hoàn cảnh đó là gì? Mình sẽ có một cái cách xử lý như thế này. Không biết được hay không quý vị, không biết là có được không, nhưng mà Việt TV nghĩ là sẽ có những cái lời mình biện luận lại là ủa bây giờ đó, cái lúc mà tôi đi vô thì cái anh đó anh đóng vào cái cuốn visa, cái cuốn hộ chiếu của tôi, mà tại sao là tôi có cái cuốn Việt Nam là đương nhiên tôi là người hai quốc tịch, thế mà tại sao anh không đóng vào cái cuốn hộ chiếu Mỹ của tôi làm gì? Tôi là công dân Việt Nam nhập cảnh vào, tại sao lại đóng vào cái cuốn Việt Nam cho tôi, mà bây giờ đi ra đó lại hỏi tôi là phải có cái gì là visa là sao? Rõ ràng ở đây là trong cái trường hợp này có lẽ là có một cái sự nhầm lẫn, hoặc đại khái là nếu mà thực sự nhầm lẫn là lãnh sự quán tại Việt Nam, lãnh sự quán Mỹ, tổng lãnh sự quán Mỹ là người ta trả lời. Cái này là do bên bộ phận hải quan người ta nhầm lẫn, người ta sai sót, thì anh phải gặp bên bộ phận đó để mà giải quyết. Thì đúng, lãnh sự quán nói đúng. Tại vì bên đó là cái này là do bộ phận người ta đóng nhập cảnh, đóng mộc nhập cảnh á, đóng mộc nhập cảnh rồi đóng mộc xuất cảnh này kia đó, là bên đó người ta làm chưa đúng thì phải gặp bên đó để giải quyết. Chứ bây giờ đưa tổng lãnh sự quán thì người ta cũng đâu có lo về cái chuyện. Ví dụ như là một người Mỹ, một người Canada, người ta gặp chuyện ở Việt Nam, ví dụ như là tai nạn giao thông hay này kia gì gì đó, thì lãnh sự quán có thể giải quyết được. Hoặc là gia hạn hộ chiếu, gia hạn này kia đó, thì tổng lãnh sự quán là người ta sẽ lo về cái chuyện đó được. Còn cái này là do cái chuyện mộc nhập cảnh xuất cảnh, do sai sót giữa người này rồi bên lãnh sự quán người ta liên quan gì đâu quý vị. Tức là nghe những gì mà Việt TV phân tích thì quý vị thấy như thế nào? Bởi vì á, bởi có một cái kinh nghiệm dành cho những ai mà mình mang hai quốc tịch. Thú thật là về Việt Nam á, là quốc tịch Việt Nam thì cái hộ chiếu Việt Nam thôi, thì cất cái kia đi. Mình đưa cái kia ra làm chi để cho cái chuyện nó rắc rối như thế này?
Hoặc là bây giờ nếu mà một cái quốc tịch, ví dụ như là mình quốc tịch Mỹ đi, thì dĩ nhiên là mình phải cần phải chuẩn bị cái visa đó vậy thôi. Còn nếu như mà quốc tịch Việt Nam thì cầm cái thẻ xanh về Việt Nam, tức là người ta là thường trú nhân đó, thì về trình cái passport Việt Nam và cái thẻ thường trú nhân ra, nếu như mà họ có yêu cầu thì mình trình, còn không yêu cầu thì mình cứ trình cái hộ chiếu thôi là được. Và nhìn chung thì cái vụ việc này nó cũng khá là rắc rối, đúng không quý vị? Thật ra thì nó cũng đơn giản thôi, nhưng mà cái cách giải quyết nó rắc rối, nó làm cho mọi thứ nó trở nên là khó giải quyết hơn. Đó, thì nội dung của ngày hôm nay về TV cũng muốn chia sẻ cho quý vị để tránh những cái trường hợp về sau. Nếu như mà quý vị có vô tình mình vướng phải những cái trường hợp như vậy á, thì mình cũng sẽ biết cách để mà xử trí nó nhanh gọn lẹ, cũng như là giải quyết nó êm đẹp hơn. Nội dung của video ngày hôm nay về TV xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn tất cả các quý vị, cô chú, anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.